tổng ngay. Bự rồi. Hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Lẽ ra là hôm nay em đi test cái bài mồi mít đấy, đánh cá chép. Nhưng mà hôm nay thời tiết nó không mưa các bác ạ, trời nắng to. Nên lúc đến lúc bây giờ em ra đây trời nó âm mù này. Thế thì ngày mai nó mới mưa được cơ, thì mai em mới đi đánh cá chép. Thì ngày mai là chủ nhật ấy, thì ngồi cả ngày cho được lâu hơn. Đó thì nay đã vị trí này hôm nọ thì em có câu lục ở đây. Thì đánh được toàn rô đồng các bác ạ, toàn rô đồng. Đóng ngay. Úi giời. Úi ôi anh em ơi. Úi ôi các bác ơi. Đời em chưa bao giờ em đi câu con rô cũ tổ này các bác. Dã man. Này, chưa bao giờ em câu con cá rô to như thế này. Ui giật nục. Dã man còn. Giống tôi gì to thế. Anh em để em cầm. Ai à, đứng dãy móc đau chết. Đứng dãy vậy. Đành gỡ ra đã. Ôi bình tĩnh. Ôi bình tĩnh ơi, bác này. Ủa nó móc chưa sâu nó dãy cái cắm đầu á. Đây rồi. Anh em nhìn chưa? Quả nó đi phao đục cũng đẹp luôn. Em quay được đúng cái đoạn đấy, móc sâu quá. Em cho bà rõ đã, kinh con rô luôn nai à. Đóng hở đau quá này. Khổ lắm. Ôi đừng, mất bây giờ. Con đầu tiên. Đóng ngay. Úi giời ôi anh em ơi. Úi ôi các bác ơi, cá rô đồng. Ui các bác ơi, cá rô đồng cũ này. Ui cá rô đồng to chưa. Ui các bác ơi, em công nhận là sau ở đây nắm cá rô đồng to thật đấy. Em câu con này con thứ từ chỗ này to như thế này rồi. Còn lần trước còn mấy con trước còn to hơn rất nhiều. Ui bình tĩnh. Ui ống sầu quá. Ui con này mới có sống được. Ui giời, ông sầu quá. Ui anh em nhìn rồng to chưa, rô ta nói nhá. Ai đóng một tay. Ui họ nhìn chưa, công nhận em thấy ở cái chỗ lũ bèo ở đây rất là nắm cá rô đồng nhá, nó toàn cá to thôi. Hôm nào em phải mang chuyên mồi cá rô này câu quá, sướng thật đấy. Này con này còn bé, hôm nọ em làm con nó bằng lỗ tay cơ. Để tí em cắt loại video em kéo cho bác xem cũng câu lục được con đấy. Phải thật anh em nhìn này. Ui cứ tưởng con gì. Nhưng mà ở đây còn con chép nữa, em vừa thấy nó sụp cổ con chép nữa. Đó thì nay đã vị trí này hôm nọ thì em có câu lục ở đây. Thì đánh được toàn rô đồng quá, toàn rô đồng. Mà đáy ở dưới kiểu toàn bèo ấy, nó thối đáy là em mới xào ổ xuống thì định câu chép có thấy ổ đẹp. Cái lỗ rất là đẹp đỉnh cua chép, nhưng mà thả xuống không được con chép nào. Con rô đồng đóng này, thế này quyết định vác bài mồi thối các bạn. Đây mồi này. Là anh quyết định vác bài mồi thối đi câu cá rô. Đây các bạn này, mồi này câu cá rô rất là nhạy luôn. Này test ở trên lỗ bèo thử xem có lên hàng không. Nọ đánh toàn mồi chép thì nên cá rô, em nghĩ hôm nay đánh mồi này chắc chắn là sẽ lên nhiều rô, mong là như vậy. Cho bác xem cái ổ nhé. Đây con này, ổ nọ em mấy thằng em cuốc rất là đẹp, nó to không nọ em cuốc ổ rất to. Hôm nay bèo nó xô và nó nhỏ rồi. Nhìn cái này mà nếu mà đánh mà sạch thì đánh chép rất là ok bác, nhưng mà đáy dưới bẩn lắm, toàn bèo thối ấy. Hôm nay thằng em có lội xuống ấy thì nó vớt ở dưới đáy ấy, toàn bùn ấy.
nội xuống cái bùn nó khoảng 30-40 phân ấy, nên là có thảo xuống thì mồi nó chìm xuống, không cá không biết đường man. Đó thì lỗ câu đẹp cho anh em này. Lỗ câu thì em đào từ hôm nọ rồi, hôm nay nó xô vào cũng nhiều rồi. Bữa đang trời đang thì nắng to, bỗng dưng lại kéo cơn mưa đấy các bác này. Đang nắng to thì kéo cơn mưa luôn. Nhưng mà cái này trời mưa này thì cái câu thì cá nó ăn mạnh. Em rất thích đi câu cá trời mưa nhé. Rồi kéo cần rồi đã. Phê luôn. Câu cá rô bãi này sướng. Đóng ngay. Ôi. Ôi anh em ơi. Ôi con rồng to chứ các bác này. Dã man. Này. Ôi rồng bằng to chưa? Bằng cổ tay luôn. Đây anh em xem ạ. Này các bác nhìn cái cổ tay của em này. Dã man. Cho luôn mà rõ. Ở đây cực kỳ nhiều cá rồng to luôn. Chết. Cổ đầu tiên. Cổ đầu đồng này mới sướng này. Qua đã. Mày này. Ui giời. Wow. Ui. Ui, đồ đồng to chưa anh em ơi. Wow. Rồi gì đây? Rồ cụ tỏ rồi gì nữa? Dã man. Đấy, anh em nhìn này, toàn rồ cụ ui sợ thật đấy. Mày chết này. Kinh thật. Sao lại nắm rồ đồng to thế nhỉ? Đấy, cho anh em chìm ngưỡng lai mới thấy được sự to của nó. Đấy. Để coi nhìn toàn cổ tay này. Giật cái đầu đống này mới sướng. Đã quá. Mồi thối. Mồi sao thối đánh tô đồng cực kỳ nhạy. Mày này. Úi giời. Úi giời, cá đầu đồng. Wow. Anh em nhìn cá đầu đồng nút phao đẹp không? Hơi đầy 5 đầu đồng bự thế nhỉ. Ai à. Ui, cá đầu đồng này mới sướng ấy. Đó, cá đầu đồng to đây. Vào hết dọa mày ngày hôm nay. Công nhận ở chỗ này nhiều cá đầu đồng thật các bác ạ. Công nhận cái lỗ bèo đây nhiều cá rồng thật đấy. Quá phê. Đây các anh em nhìn. Bài mồi thối của em đánh rô đồng cực kỳ nhạy luôn. Mồi thối đánh cá rô đồng phê thật các bác ạ. To cái lỗ ấy, to. Dã man. Gió quá.
đấy, có tín hiệu, có tín hiệu kìa. Đó 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 đó, ui đó đó, ui ui đóng rồng mất rồi. Tiếc quá, giật phát nó bùng mờ trong kia, mất mất rồi, phê luôn. Cổ cá rô bãi này sướng. Có tín hiệu, có tín hiệu, đi 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 phao, đi phao ấy. Giời ấy, giời ơi, con này bự, con này bự rồi. Rồng vàng kha, rồng vàng kha. Lại con vàng kha nhau ơi, đã thế nhỉ. To chưa? Đây chúng tôi. Quá phê, quá phê. Ấy anh em thấy quả mồi thối, mồi thối đánh cho đồng phê luôn. Mồi thối và đánh cho đồng phê luôn các bác ạ. Còn hiệu, tín hiệu. Mày này. Rồng, rồng, con này bé, con này bé. Con này rồng này nhỏ lắm ạ. Con này nhỏ, không, không bự như mấy con kia. Đấy. Nhưng mà rất là ok. Nút dùng phao kỹ anh em xem nó rõ, nhìn nào nút ấy. Đóng ngay. Ui 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 bự rồi, bự rồi, bự rồi, không phải rô. Ui ôi, không phải cá rô. Con này vợt, con này vợt, con này vợt. Con này vợt. Không phải rô. Không phải rô. Chê 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 chê. Ui chê chê chê. Chê chê chê. Ui ôi. Thằng đẹp rồi, chê chê con ơi. Cứ tưởng rô không phải. Phải vợt rồi. Wow. Khó quá. Ui. Chạy mạnh à.
nào rồi. Nó còn mất đi. Có nhai rồi. Này vật rộng nó vào trong, nó một tay cầm vật vật nặng lắm, không một tay không cầm có thằng nào ở đây nữa. Đấy cho mình cái đặt vật nặng không nhấc được vật nữa rồi. Ui. Vào đi, vào đi. Vào vào. Vào, vào. Ôi chết, vào rồi. Ngon ngon ngon, cứ tưởng trượt. Giờ thì mà chạy những cuộn con ơi. Ôi giờ mà chạy những cuộn con ơi. Cứ tổng mất cơ. Ui, đau cả tay ra. Cái vợt nó nặng quá anh em ạ. Cái vợt nó nặng quá, một tay cầm vợt, một tay cầm mấy không cầm nổi. Ui, to thế. Ui. Quá phê. Sâu lắm, mồm mồm còn gừ nữa, mồm này to năng sâu. Chỏ gãy mũi mũi bay tí. Ok ok. Ui, cho anh em xem thành quả này bự chưa, con này chắc phải 2 cân đấy, hơn 2 cân đấy, nặng thật. Nhưng con này mình cho lên bờ để cho rõ không mất. Cho vào bờ cho rõ không mất. À ha ha. À ha ha. Nhẹ nhàng. Úi, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Nhà mình tĩnh thôi. Suýt thì mất con này. Ui quá đã anh em ơi. Này to chưa, mà rô đồng cũng to luôn. Anh em nhìn đã chưa? Này được bữa rồi. Báo rõ. Thôi bây giờ khi về đố cơm thì các bác bảo muộn rồi, muốn câu lắm nhưng mà muộn quá rồi, hôm nay được con hàng về kho đẹp rồi, mê đống cá rô về rán. Đấy các bác nhìn này, toàn rô to thôi. Anh em nhìn này, rô to xứng chưa? Được con chê cụ nữa, ha ha, về thôi, về thôi. Này bác này, được 7 con rô đồng bự, con này to, dã man. 7 con rô đồng bự, con chê. Này, anh em nhìn này. Cậu rô này mới sướng chứ. Chắc là khi giờ em chuyển món cầu cá rô các bạn, cầu cá rô phê, cá này ăn nó ngon. Rồi làm cái đống này về rán các bác nhé, hẹn còn lại các bác trong video tiếp theo. Bye bye, chào, hẹn gặp lại. Về thôi.